Phát biểu tại cuộc họp về việc xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, chuyên ngành và giải pháp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong thời gian tới, ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi nhận định, tiêu chuẩn và quy chuẩn trong lĩnh vực nông nghiệp đóng vai trò quan trọng bảo đảm chất lượng và thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam ra quốc tế. Tuy nhiên, việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam có nhiều điểm chưa tương đồng với thế giới. Ông Chinh kiến nghị việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cần được tiếp cận với một số quy định quốc tế, nhất là các thị trường quan trọng. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng về quản lý nhà nước và đẩy nhanh giao thương hàng hóa. Nhấn mạnh tiêu chuẩn và quy chuẩn là công cụ, không phải mục tiêu quản lý, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn phải đề cao tối đa tính thực tiễn. Như vậy mới đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự lưu thông hàng hóa với thế giới. Chiều ngày 26 tháng 9 đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Chăn nuôi Trung ương 1. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, việc thành lập trung tâm là một bước tiến mới cho sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ đồng hành với Cục Chăn nuôi và Trung tâm lắng nghe ý kiến, kiến nghị, có giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, qua đó đưa Trung tâm ngày càng phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý của nhà nước về ngành chăn nuôi. Trước đó, ngày 1 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Chăn nuôi Trung ương 1. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về khảo nghiệm, kiểm nghiệm và kiểm định dòng giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi thuộc phạm vi quản lý của Cục Chăn nuôi có trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Thông tin tại buổi đánh giá kết quả vận hành hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé hỗ trợ giảm thiểu ngập lụt, úng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đại diện Công ty Khai thác Thủy lợi Miền Nam cho biết, trong suốt đợt vận hành không xảy ra tình trạng ngập úng gây thiệt hại về sản xuất, đời sống dân sinh và kinh tế diễn ra ổn định. Ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Thủy lợi đánh giá, việc vận hành cống Cái Lớn Cái Bé đã làm giảm mực nước nội đồng xuống thấp, giảm nhiều ở khu vực cần cống. Càng về sâu phía thượng lưu, mực nước giảm được ít đi. Khi số cửa đóng tăng lên, mực nước nội đồng được giảm sâu hơn so với khi không vận hành. Thời gian tới, đơn vị vận hành hệ thống cần phối hợp chặt chẽ cùng với các đơn vị chuyên môn, chia sẻ thông tin dự báo, phục vụ hiệu quả hoạt động kinh tế, sản xuất nông nghiệp và dân sinh tại vùng dự án. Ngày 26 tháng 9, tập đoàn Abiotic Food khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi Volcoi Feed Mill Long An tại khu công nghiệp Nhật Chánh thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ông Hà Văn Minh, Tổng Giám đốc Toàn quốc tập đoàn Abiotic Food cho biết Volcoi Feed Mill Long An được xây dựng trên diện tích 3,8 ha. Với tổng vốn đầu tư là 45 triệu đô la Mỹ, là nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 6 của Volcoi tại Việt Nam. Nhà máy sở hữu dây chuyền sản xuất tự động khép kín với công suất lên đến 300.000 tấn một năm, nâng tổng công suất của Volcoi Việt Nam lên 1,1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi và dinh dưỡng vật nuôi mỗi năm. Lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh đây cũng là bước tiến quan trọng trong hành trình hơn 30 năm của Volcoi tại Việt Nam, khẳng định cam kết đồng hành và phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam. Không được nhưng mà quá được. Đây, mình là Lê Quốc Nam, đang cư ngụ tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Mình có hai cơ sở, bây giờ tổng đàn chim của mình là 70.000. Mình chăn nuôi chim cung quốc rẻ này thì cũng được 17 năm rồi. Thì trong suốt thời gian qua mình xài thì mình vẫn trung thành với công ty. Mà cái năng suất được hay không mà mình xài dài như vậy thì công ty tự hiểu. Không được nhưng mà quá được. Cái ưu điểm của bên cám là vỏ trứng dài nè, bóng nè, cái vòng đẻ của con chim rất chi là sai. Tiêu chí của đề ra bên nhà lái rất chi là ok, 12kg đến 12.3kg trên 1.000 quả. Thì sau một lứa như vậy thì bên công lãnh đạo công ty cũng như các anh em quản lý vùng cũng như các anh em sale có hỗ trợ những loại thuốc khử trùng chuồng trại để cho diệt những con vi khuẩn trong thời gian nuôi vừa qua, để cho mình có một cái môi trường không khí chuồng trại tốt nhất để mình nhập bài chim mới tốt nhất có thể. Đỡ 15 năm nâng tầm chăn nuôi Việt.